Vâng, em xin chào toàn thể các bác, cô chú, anh chị. Hôm nay em về một đôi quạt Nationa bầu nhựa, đế nhựa, một đôi giống hệt nhau. Nếu bác nào mà sưu tầm đôi này về để rất là hợp lý, giá lại bình dân. Đấy, em bán giá công khai luôn 1,4 triệu một con, chưa có nguồn. Đấy, bác nào mà cũng có nhu cầu đổi nguồn thì em sẽ hỗ trợ các bác lắp nguồn và bác thêm 100. Hai con rất đẹp, cổ cánh còn nguyên vẹn, màu biếc, màu đế biếc nguyên si, chỉ xước không đáng kể, nguyên đai nguyên kiện nguyên bản. Đấy, để quay chi tiết thì em sẽ quay chi tiết từng con một cho các bác xem. Đây là số 1, có 3 nước số, nước hiện giờ. Chức năng hoạt động bình thường. Đấy, số 1 nó rất to, quạt chạy cả đêm không có một cái nóng nào cả. Đấy, sau này có 3 nước chỉnh góc 50 70 100. Con này vẫn nguyên điện, con này vẫn nguyên điện 110 bác nhé. Đây hai con, đây, 3 độ gió. Em chỉ giới thiệu một con thôi vì hai con này tác dụng đều giống nhau. Quay hiện giờ chút nào. Đây bầu con thứ hai, vì hai con này giống nhau nên thì em chỉ giới thiệu sơ qua và kỹ một con thôi. Đấy, giống hệt nhau, có giống em. Các bác nhìn bầu, bầu rất trắng, xước không đáng kể. Em bán công khai là 1,4 triệu một con. Nếu bác nào có nhu cầu đổi nguồn nữa thì em lắp thêm nguồn và hỗ trợ lắp nguồn các bác cộng thêm 100 nữa. Đấy, bác nào mà có nhu cầu thì alo em qua số điện thoại. Em là ở Tứ Kỳ, Hải Dương. Đây, số điện thoại của em cùng Zalo. Đấy, các bác nào xem kênh của em thì cảm ơn cho em một nút like, một nút chia sẻ và các bác ấn vào nút chuông để các em phát một kênh mới, video mới thì các bác sẽ là người nhận được đầu tiên. Và mong các bác ủng hộ. Và đây là số điện thoại Zalo của em. Em ở Tứ Kỳ, Hải Dương. Hai con hoạt động rất êm, gió rất nhẹ. Đấy, giá rất bình dân, đẹp long lanh, trắng như ngọc chi. Và em còn rất nhiều những quạt vẫn còn nhiều nữa. Đấy, còn nhiều. Nếu các bác nào có gì thì alo em qua số Zalo. Để chi tiết từng con một thì em sẽ chụp và gửi ảnh trực tiếp, nó sẽ cụ thể hơn. Và thế em xin chào tất cả các bác nhé. Vâng, em dừng video ở đây.